Dự án cao tốc La Sơn Túy Loan dài hơn 77 km nối liền hai tỉnh thành Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Sau khi hoàn thành sẽ khớp nối với các tuyến cao tốc liền kề là Cam lộ La Sơn và Đà Nẵng Quảng Ngãi, tạo thành chuỗi liên hoàn cao tốc cho cả dải duyên hải miền Trung. Thế nhưng cho đến nay đã gần 9 năm thi công, dự án này vẫn chưa hoàn thành dứt điểm để đưa vào khai thác. Lý do chủ yếu tạo ra sự trì trệ này được xác định nằm ở khâu giải tỏa đền bù. Trong giai đoạn 1, đoạn tuyến La Sơn - Hòa Liên từ km 0 đến km 66 được đưa vào khai thác hoàn thành với tiêu chuẩn của đường cấp 3 dự kiến vào tháng 12 năm 2018. Cho đến nay, mặc dù đã được Hội đồng Kiểm tra Nhà nước chấp thuận nghiệm thu, nhưng dự án vẫn chưa đưa vào khai thác. Vướng mắc lớn nhất là một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án chưa bàn giao mặt bằng để thi công các đường gom, công trình dân sinh. Để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, trong chuyến kiểm tra thực tế hồi cuối năm 2021, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng lưu ý với các địa phương và đơn vị liên quan là phải hoàn thành tất cả trước quý 1 năm 2022. Hòa Vang sẽ tập trung thực hiện đền bù giải tỏa đối với 5 cái hộ còn lại trong tháng 12 của năm 2021 này. Với những cái tuyến đường lên xuống ấy, hiện nay là phức tạp, thì Ban Quản lý Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với cả xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang để thứ nhất là phải tổ chức là thi công lắp đặt các hàng rào mềm bảo vệ tuyến đường. Cái thứ hai là tổ chức là đóng cứng lại tuyến đường này trước khi đưa vào khai thác hoạt động. Song song với việc mở rộng lên thành 4 làn xe với bề ngang 23-24 m, tương tự tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trong giai đoạn 2, dự án phải hoàn thành thêm hơn 11 km từ Hòa Liên đến Túy Loan. Tuy nhiên, đến nay, phần việc còn lại vẫn còn dang dở. Người dân đang hết sức lo lắng về những bất tiện và thiếu sót từ các dự án nhãn tiền gần đây cũng đi qua địa phương này. Lùm chán róc rõ trước là có đường dang đây rồi mà đã lùm đường sao? Nó có nguyện vọng của nhân dân như thế. Với lại thứ hai nữa là ví dụ như đền giải tỏa đền á, thì phải đền một lần, ví dụ gió bao nhiêu đền một lần cho nhân dân, chứ đừng để rườm rà như đường Đà Nẵng Quảng Ngãi nữa, dân phiền hòa nhiều. Vướng về cái thiết kế đường gom dân sinh sau khi mà cái cao tốc đưa vào hoạt động, thì sau đó thì bằng lấy dự án có thiết kế trình bộ thông nhưng mà đến thời điểm này cũng chưa được phê duyệt. Đối với người dân vùng dự án, mong muốn lớn nhất của họ là sẽ có được cuộc sống đổi thay và điều kiện sống tốt hơn sau khi đã giao đất, giao rừng cho dự án. Điều này không phải dự án nào cũng làm tốt, dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng luôn là nút thắt ở hầu hết các dự án. Và dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan chắc chắn cũng sẽ như vậy.